Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 11, nhiệt độ là 25 độ C. Mình xin cập nhật cái khu vườn của nhà mình cho các bạn. Thì đây là cái hạt ớt mà mình đã ươm lên thành cây nha các bạn. Còn đây là hai cái cây hoa hồng. Đấy, còn kia là cái hành mà mình trồng lên, mình để đó mình không có ăn. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái gáo mà mình tưới cây mà mình tự chế. Đây là từ cái hộp mà dầu ăn mình ăn, mình không xài. Đó thì mình có bắn ốc vít vào đây, đấy vào đây nữa. Rồi mình có khoan lỗ ở dưới. Thì mình khoan lỗ xung quanh như vậy và một cái phía nửa đằng trước thôi. Bởi vì là khi mà mình tưới cây thì cái xu hướng nó dốc xuống như vậy, thì nó sẽ ra cái lỗ ở đằng trước này. Tại sao mà mình phải làm cái lỗ như vậy? Bởi vì là mình tưới như vậy nó không có hao nước các bạn. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn đổ thẳng xuống gốc như vậy thì nó sẽ chỗ thì có, chỗ thì không, mà nó sẽ bị dập cây cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tưới cho các bạn coi. Đấy các bạn, thấy là cái gáo mốc nước này nó rất là hiệu nghiệm. Đó là bởi vì là mình thấy là mấy cái đồ mà mình xài trong nhà mà mình dục rác thì thấy nó hơi uổng, mà trong khi những cái này mình tiện dựa lợi mình xài. Đây là cây cam của mình các bạn. Các bạn thấy là năm nay ra tương đối là nhiều trái. Mình hy vọng là năm nay cây này sẽ rất là sai. Đấy, ở dưới cây cam đó là cây ớt. Còn đây là strawberry các bạn. Đấy, mình mỗi ngày đều ra được mấy trái để mình ăn chơi thôi. Đây là ngò dí các bạn. Đây là xà lách xoong mình có trồng ở trong cái chậu này. Đây là ngò dí luôn. Còn đây là nguyên cái dàn cà chua. Thì cà chua khi mà mình lên như vậy thì các bạn nhớ là hàng ngày ra kiểm tra ở dưới cái những cây gốc này, nó có những cái nách. Mình không cần thì mình sẽ vặt bỏ nó đi để cho nó phát triển những cái cành chính thôi. Thì đây hiện tại nó đang ra được là mấy trái nhỏ xíu đây. Đây trái đây các bạn. Đấy các bạn thấy là cà chua của mình trồng tổng cộng là 9 cây cà chua, 10 cây, 11 cây cà chua các bạn. Còn mấy cái chậu này là mấy cái chậu rau kinh giới. Đấy mình ươm nó lên vầy. Còn đây là cái khu vực hành các bạn, mấy cây ớt. Hành này hành tây các bạn. Còn cái chậu kia là hành hương, hành Việt Nam, hành nhỏ xíu. Cây khổ qua trong này các bạn. Đây là cái cây dưa leo các bạn. Đấy, hôm nay mình sẽ tổng hợp cái khu vườn nhà mình. Đây là cây ổi nhà mình các bạn. Mình rất thích là cái ổi này ăn rất là thơm. Đó, mình có xin giống mà mình trồng. Đây là dàn su của mình đấy các bạn. Đấy, bây giờ nó đang lên là gốc nó rất là bự. Đây là cái rau dóc kẹt, là rau mè đấy các bạn. Rồi hết mùa thì mình sẽ để lại, mình lấy hạt đây. Rất là nhiều hạt mình sẽ để lại mình để mình mùa sau mình trồng. Đấy các bạn thấy là dàn su su đã lên trên cây, đã leo lên trên dàn rồi. Đây là dàn bầu vi su mình sẽ cho lên chung. Cái dàn này mình làm cũng tương đối rộng. Đấy là tất cả dàn của mình các bạn. Đây là cái cửa vườn và nhiệt độ, nhiệt kế. Đây cánh cửa để mình đi vô cái trong nhà kính của mình để nó chặn gió với mưa. Mình có, đây là có cái cây chanh đó các bạn. Đấy, hôm nay nó lớn được gần này rồi, mình cũng thường xuyên tỉa. Cây này là, đây là cái chậu mà mình trồng cần nước các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy nước ở dưới đó, nó ra rất là nhiều. Đấy, khi nào mà mình cần nấu thì mình sẽ ra đây mình hái. Và đây là cần tây. Cần tây thì nó tự mọc, mình kệ lên luôn. Đây là rau cải ngọt nha các bạn. Bên này thì mình rắc hơi nhiều hạt. Đúng ra là mình phải đánh ra, nhưng mà mình sẽ nhổ lên mấy cây non mình ăn luôn. Rồi mình sẽ để lại mấy cây lại để cho nó thưa ra. Đây cũng là rau cải làn nha các bạn. Đây còn phía trong đây là mấy cây củ khỉ đây các bạn. Đấy mình cũng đang tiếp tục nhân giống sang bên kia. Và trong này mình cũng có một cái gáo nước mà mình làm chế từ cái hộp sữa ra các bạn. Mình có khoan lỗ ở dưới đáy đây. Và để toàn những cái đồ mà mình không có dùng. Rồi mình sẽ múc, rồi mình sẽ tưới nó ra như vậy. Đấy các bạn. Đấy các bạn. Rất là tiện lợi mà nó nhẹ nữa, nó không có nặng. Mà các bạn tưới nó chỗ nào nó đúng cây đó luôn, nó không có bị hao nước. Đây là rau xà lách xoong mình có ăn rồi, mình sẽ lấy cọng mình cắm xuống. Cái này rất là ưa nước các bạn nhớ là tưới thường xuyên. Ở trong kia là rau dấp cá mọc ở trong góc. Đây là cây lá cẩm nha các bạn.
Đấy, 3-4 cái cây này là lá cẩm màu tím. Cái miếng gỗ này mình ngăn ra để mình chia ra. Cái này là lá cẩm màu cam. Để khi mà mình nấu sôi hay là gì mình sẽ lấy ra mình nấu cái màu. Đây là mấy cây húng quế các bạn. Đấy, mình ươm nó lên. Bây giờ mới lên được gần này. Còn đây là cái cây atiso các bạn. Đấy, atiso này thì mình lấy củ mình đã có video cho các bạn rồi. Còn cái đám dầu dền kia cuối tuần này mình sẽ nhổ lên mình ăn. Đây là cái chỗ đám mình trồng cây cho gà ăn các bạn. Đấy, trồng rau cải. Ở trong này, đây là mấy cây củ chóc các bạn. Đấy, và cây lá gai mình có trồng. Đây là cây hồng mềm các bạn. Đấy, mình trồng được mấy tháng rồi. Bây giờ đang phát triển tương đối tốt. Rồi, video về cái vườn cây nhà là hôm nay là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See you next time. Bye bye.